Theo Tổng cục Thống kê, trong quý 3, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 7,1 triệu đồng, tăng 146.000 đồng so với quý 2. Đời sống của người lao động đã được cải thiện đáng kể và sự phục hồi mạnh mẽ đã được ghi nhận trên thị trường lao động. So với cùng kỳ năm trước, quý 3 năm nay thu nhập bình quân của người lao động tăng tại tất cả các vùng kinh tế xã hội của cả nước. Vùng đồng bằng sông Hồng có tốc độ tăng cao nhất với thu nhập bình quân tháng là 8,4 triệu đồng, tăng 6,1%. Thái Nguyên tăng 15,6% lên 7,3 triệu đồng, Hà Nội tăng 9,7% lên 9,9 triệu đồng. Riêng tại Bắc Ninh, thu nhập bình quân tháng của lao động giảm 3,8%. Vùng Đông Nam Bộ đạt 8,8 triệu đồng, trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là 9,3 triệu đồng, tăng 0,6%. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 52,4 triệu người, tăng gần 100.000 người so với quý trước và hơn 500.000 người so với cùng kỳ năm trước. 51,3 triệu lao động có việc làm, tăng 87.400 người so với quý 2.